kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, báo con đi xe máy ngược chiều trên cao tốc, các bác ạ. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Em nghe gì không? Hỡi em. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch hey. Kinh kịch hey. Đi vậy. Ủa, mẹ kinh khủng vãi cứt ạ. Kinh kịch ông bán tải loi nha loi nhoi, tạt cánh đánh đầu xe bác gắn cam hành trình luôn, mất dạy thật đó các bác. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Còn đây các bác nhìn bao lê ở nơi khác nó bả này, cả phần luôn đấy. Cái này thì còn gì nữa, bao lê người ta nó không gò không nắn lại, không lấy lại form. Sợ chưa, làm ăn như thế này thì bị chết con người ta, bả này đánh nhau luôn đấy. Nhìn ở bên ngoài thì như thế này, bên trong này nó đầu nó mọt này đấy, làm ăn bỏng đen chơi làm ăn này. Bả sơn không tẩy đi này, đây là nó không tẩy, cho nên là khi mà nó va chạm nó hàng không chuẩn này, nó va bắt đầu nó mới bong hết ra từng cái lớp bả. Mà còn bả bóng này thì bảo làm sao nó không bong, không ai bả bóng này cả. Như các bạn thợ làm ẩu bả bóng để cho nó nhanh, nền nó ngon thì bả sơn nó không bị lỗi thì mới chơi bả bóng này. Nhưng mà bóng này nó được ba bữa va vào phát dột luôn, nó có ăn sơn đâu, không ăn sơn, bóng bọc từng lớp này. Đây làm ăn kiểu này thì nó làm gì nữa. Đây làm lên không được đẹp đâu. Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Tôi không biết đấy. Nhưng mà thành phố khoản nó đi đứng kiểu gì thế, bảo đố biết. Đây. Tình huống nhảy trộm xe ô tô cực căng cực, em mời các bác đón xem nha. Thấy hay, các bác cho em xin một like và một đăng ký kênh Giao thông nước Việt.